Thầy Hoàng Quốc Trường là Đô Định đến từ Hà Tây. Trong trang phục đai xanh là Đô Định đến từ Hà Tây. Đô Bình đến từ thành phố Bắc Giang đang thi đấu ở giải đấu. Hai đôi đang thể dục lồng rác xe đài. Khán giả cho những tràng pháo tay đi nào. Xin mời đô phong của Hà Tây và đô hậu của thành phố Bắc Giang cũng chuẩn bị trang phục. Chúng ta sẽ thi đấu liên tục bởi vì thời gian không còn nhiều. Nếu về tối quá là chúng ta không thể thi đấu được. Về nhà khách khứa còn chờ rất nhiều. Vâng, Định cố lên nào. Bình cũng cố lên. Định cũng cố lên. Định đến từ Hà Tây đang chiếm thế chủ động. Liệu Đô Định có đi qua Đô Bình ở thành phố Bắc Giang trong ván đấu này hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Alo. Rất điểm đây. Quyết điểm đây nào. Rất điểm đây. Cố gắng lên nào. Chưa có gì xảy ra. Rất dẻo. Rất dẻo. Khán giả đâu. Rất dẻo. Cố gắng lên nào. Cố gắng lên nào. Cố gắng lên nào. Vâng, như vậy là không cố được nữa rồi. Bằng một miếng đánh sở trường của mình thì Đô Định của Hà Tây đã đi qua được Đô Bình của thành phố Bắc Giang. Và xin chúc mừng Đô Định Hà Tây.